đón chờ kênh sách tháng 10 này. Trước khi bước vào công diễn 3 thì mỗi nhà có thể thể hiện lại động tác đặc trưng của nhà mình không ạ? Cá lớn, cá lớn, cá lớn. Đến ngồi góc cuối mây, đến ngồi góc cuối mây, đến ngồi góc cuối mây. Đừng không ngừng cố gắng. Nhà trẻ suôn sẻ mới mẻ nhiều tài lẻ. Dễ thương không? Ngày hôm nay thì em đến đây để tiếp tục tiến hành một cái thủ tục rất quen thuộc nhưng mà cũng rất quan trọng với tất cả chúng ta trước mỗi một công diễn, đó chính là lựa chọn thứ tự biểu diễn. Ngày hôm qua thì các chị đẹp đã có cơ hội để thưởng thức những món ăn được trình bày và được nấu rất là kỹ lưỡng bởi các anh. Em nghĩ rằng là thức ăn muốn ngon thì phải có gia vị, và gia vị ngon nhất và tuyệt vời nhất chính là các anh. Không này không bật điều hòa mà mát. Bọn anh đang muốn trở thành cái món ăn chính mà giờ em quy định bọn anh là gia vị. Không anh ạ, à, nhưng mà gia vị là điều không thể thiếu, cũng như việc là chúng em không thể thiếu khi không có các anh. Và để bổ sung cũng như nỗ lực cái tinh thần đó của các anh thì chúng ta đã có những điểm hỏa lực mới cho từng nhà sau hoạt động đó. Xin mời mọi người sẽ cùng hướng mắt lên màn hình và theo dõi điểm hỏa lực của nhà mình ạ. Có thể thấy là nhà đang tạm dẫn đầu, đó chính là nhà Mất Gừng với 406 điểm. Kế bên cạnh đó là nhà Cá Lớn với 385 điểm. Còn nhà Chín Muồi với 373 điểm. Nhà Trẻ tuy là khiêm tốn nhất nhưng mà người ta hay nói là người trẻ là người có sức bật lớn nhất mà, đúng không? Đúng không hả chú Luân? Bật anh. Bật. Nấu ăn dở quá cho nên là đội thua phải rồi. Nhóm của những người trẻ thì chưa có nhiều trải nghiệm ở việc bếp núc hay sau đó. Tất nhiên là so với là những anh lớn, những nhà lớn khác, họ toàn là những người đàn ông của gia đình cho nên là ai cũng nấu ăn cũng tuyệt vời. Thì thôi, có đó mình thua một cách tâm phục khẩu phục. Công diễn 3 sẽ tiến hành theo hình thức đối kháng PK11. Hả? Với hai vòng, vòng 1 chúng ta đấu vocal, vòng 2 chúng ta đấu perform. Sau mỗi lượt PK đối kháng, khán giả sẽ tiến hành bình chọn theo hình thức 2-1. Và điểm hỏa lực của mỗi nhà sẽ được tính bằng tổng điểm của tiết mục vocal và perform của nhà đó trong công diễn 3. Sau công diễn 3 này thì sẽ có hai nhà an toàn và hai nhà nguy hiểm. Trong đó, hai nhà nguy hiểm sẽ có thành viên phải ra về. Bao nhiêu em? Con số đó thì chúng tôi sẽ công bố sau. 10 đi, hai nhà là 10 đi. Hai nhà là đi hết luôn được không anh? Đi chưa hết cho nó vui mà. Đi hết hai nhà luôn đi. Mình buồn cũng là buồn vui, mà mình vui cũng là vui vui. Nó sẽ có sự so kè nhiều hơn. Mọi người sẽ phải tính toán với nhau nhiều hơn. Cái cách mà mình thể hiện tiết mục nó cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều để mang lại những cái điểm số an toàn cho nhà của mình. Vậy là chúng ta đã biết được luật của công diễn 3. Bây giờ em xin phép được công bố chính thức luật lựa chọn thứ tự biểu diễn trong công diễn 3. Tập trung vào nhá. Đội mình toàn người rút toán đấy, không biết tính toán cả. Tập trung. Chơi thôi. Nhưng mà mình chơi với Cá Lớn mình không ngại. Chỉ ngại về sâu sổ thôi. Nhà nào có số điểm hỏa lực cao nhất sẽ có quyền ưu tiên để lựa chọn vị trí thứ tự biểu diễn. Sẽ có 3 bước như sau. Bước đầu tiên, nhà đó sẽ lựa chọn
mình muốn đấu vocal hay perform. Bước thứ hai, nhà có điểm hỏa lực cao nhất sẽ lựa chọn là mình muốn đối kháng với nhà nào. Bước thứ ba, đó là chúng ta sẽ lựa chọn thứ tự biểu diễn. Bây giờ sẽ là thời gian để các anh thảo luận. Thời gian bắt đầu. Là đội hạng 3 thì rất là khó để có việc mà mình được quyền chọn ai để đấu với mình. Đấu với ai cũng vậy. Đấu với mình mới quan trọng nè. Chứ còn giờ mình cứ ngồi mình tính là đội kia mạnh hay đội kia yếu, hay là mình cần phải đấu với đội nào mà yếu hơn mình, thì mình đâu có biết chắc là họ có yếu hơn mình hay không đâu. Họ mạnh hơn thì sao? Thì nó cũng đã mạnh hơn rồi. Những gì mà mình không giải quyết được thì mình suy nghĩ nhiều chứ không mà. Mà ví dụ là mất mình muốn đấu vô cổ với đội mình đâu thì... có sợ đâu thì... Không sợ. Đấu với ai thì cũng vẫn phải đấu. Cái điều quan trọng là mình làm thế nào. Thật ra mình cũng không nên thảo luận đâu mấy anh ạ. À. Không có sự lựa chọn. Có sự lựa chọn. Thấy người giàu người ta bàn thấy ghét lắm. Ừ. Bây giờ mình đấu bài nào trước này? Vocal trước đi. Theo anh ấy thì về thứ tự nhá, thì mình sẽ diễn thứ tư luôn. Thứ tư. Cái tầm đấy là khán giả người ta vẫn đang kiểu khá là tỉnh táo. Vocal xong thì bây giờ vocal mình sẽ đấu với nhà nào? Rồi, em thì mình đấu. Có hai option là một nhà này hay là nhà kia. Nhà kia quá mạnh. Mất Cường sẽ đấu với cả bên BB. Là bên Mất Cường tôi nghĩ là bên Spicepicker là như em đấu với lại Subin. Họ muốn coi một trận đấu của hai người. 30 bây giờ đấu với hai người. Game càng trong gai mình càng thích mà. Yeah, live the moment. Chúng ta đã hết thời gian để thảo luận. Và đương nhiên, dựa trên bảng xếp hạng điểm hỏa lực của các nhà lớn, thì nhà đang có quyền ưu tiên để lựa chọn, đó chính là nhà Mất Gừng. Nhà lớn Mất Gừng sẽ đấu vocal trước. Lựa chọn vocal đến từ nhà Mất Gừng. Nhà Mất Gừng muốn đấu vocal PK đối kháng 1-1 với nhà nào? Anh em mình sẽ cực kỳ công khai vote. Bây giờ đầu tiên này, ai muốn đấu với nhà này? Giơ tay. Ai muốn đấu với nhà trẻ? Giơ tay. Ba người rồi. Ai muốn đấu với nhà cá lớn ạ? Cá lớn, giơ tay. Hiểu rồi đó. Đấu đi cho nó vui. Ai đấu với anh sẽ nhớ mãi của tôi, giơ tay. Chúng tôi đã lường trước kết quả. Yeah. Tụi em nghĩ là do anh Bằng Kiều hơi cây cú thôi. Cây cú là vì không được chọn cái bài của anh muốn. Muốn xem là bên nhà ở 9 Mùi đã sẽ xử lý cái bài đấy như thế nào để đấu với nhà mình. Mình không thấy ai có thể vượt qua anh Bằng Kiều phiên bản của anh cả. Âm nhạc thì nó không phải là chỉ show những giọng hát hay thì khán giả sẽ thích. Team nào cũng sẽ tự tin để cố gắng làm những cái gì đó nó thú vị trong cái tiết mục. Nghe cái tên Mất Gừng là thấy ngọt ngào là muốn ăn rồi đó. Xin mời thủ lĩnh Bằng Kiều xác nhận lại một lần nữa. Chúng ta sẽ đấu vocal đối kháng với nhà. Nhà lớn Mất Gừng sẽ đấu vocal đối kháng với nhà... Xin mời thủ lĩnh Bằng Kiều sẽ bước lên đây để đặt vào thứ tự biểu diễn ạ. Không sao, tụi em không sợ. Không bao giờ cúi mình. Không lo lắng gì hết á. Wow. Ok. Tuyệt vời anh ơi. Yeah. Kênh trên, chúc mừng nhà 9 Mùi. Dạ. 9 Mùi tức là 9 tới, và 9 tới là dụng được rồi. Anh ơi. Tới là dụng được khi rồi. Mà chín mùi là để làm gì ạ? Để gặt hái thì thế. Khó khăn quá. Vậy là chúng ta đã có một cặp PK đối kháng đầu tiên trong hạng mục vocal, đó chính là Mất Gừng và nhà 9 Mùi. Và nhà Mất Gừng sẽ biểu diễn
sau nhà Chín Muồi cũng là vị trí cuối cùng trong phần biểu diễn vocal luôn. Nghiễm nhiên là hai nhà còn lại là nhà Cá Lớn và nhà Trẻ sẽ là đối thủ trong lượt đối kháng này. Mình thấy điểm mình thấp nhất, mình nói là ok, ai đến thì đón thôi. Mình có qua bên nhà Cá Lớn trước khi mà mọi người quyết định như thế nào, mình có qua nhà Cá Lớn và bắt tay với Cá Lớn và bảo là hy vọng hai anh em sẽ có một màn đấu vocal thật là đỉnh. Và hiện tại bây giờ thì nhà Cá Lớn đang có số điểm cao hơn, cho nên nhà Cá Lớn sẽ có quyền được lựa chọn thứ tự biểu diễn. Không có gì căng cả, bọn tôi bình thường mà. Không căng, không căng. Em xin phép thầy nha. Cái đó mà xin phép cái gì? Là anh đó sẽ, anh sẽ đúng. Nè, gắn cùng tôi luôn đi. Nè, gắn cùng tôi luôn đi. Thu hoài thế. Vui lên Lộc ơi, anh Lộc ơi cười lên. Wow, hợp lý anh. Mình và anh Cường Seven sẽ phải thi đấu với cả anh BG và anh Ram. Thực tế cũng vui mà, tính cũng hay. Vậy là chúng ta đã hoàn tất xong việc sắp xếp thứ tự trong những tiết mục của vocal. Bây giờ sẽ là việc sắp xếp thứ tự của perform. Vừa rồi thì chúng ta có nhà Mất Gừng đã có quyền lựa chọn đầu tiên trong hạng mục vocal. Tới perform thì nhà Cá Lớn sẽ là nhà có quyền lựa chọn. Nhà Cá Lớn muốn đối kháng PK với nhà nào trong hạng mục perform? Đội Cá Lớn, nhà chúng Cá Lớn tôi đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng. Dựa trên số đông các anh em đã thống nhất với nhau. Không phải số đông mà toàn bộ đi em. Vâng, nhà mình vâng, đoàn kết. Toàn bộ. Con nhà bà bộ. Toàn bộ. Thì nhà Cá Lớn xin phép được đấu perform với nhà Mất Gừng ạ. Này, các anh biết thì tôi cũng biết, có cái gì là lạ đâu. Miếng ngon ai chẳng nhìn ra, nhưng ăn được nhau không là chuyện khác. Này là ngoài dự đoán đấy nè. Anh em người ta biết là anh em mình lớn tuổi cho nên là nghỉ ngơi, diễn phát nghỉ luôn. Vocal mình đã cân tài cân sức rồi nên mình không biết được là thắng thua nó như thế nào. Phải đợi khán giả người ta quyết định. Còn về perform thì ít nhất nhóm mình cũng tự tin hơn một chút, hai chút. Nhà Trẻ hoặc là nhà Chín Mùi thì mình mới lo. Còn nhà Mất Gừng thì cũng ok. Và mình đã nảy ra một cái ý tưởng. Mình nghĩ lần này Cá Lớn sẽ mệt mỏi với mình. Hơi bị cay luôn, Gừng này cay lắm. Vậy là chúng ta đã có một cặp đối kháng PK 1-1 trong perform giữa nhà Cá Lớn và nhà Mất Gừng. Rõ ràng là chúng ta còn hai nhà nữa, đó chính là nhà Chín Muồi và nhà Trẻ. Nhà Chín Muồi đang có số điểm hỏa lực cao hơn, cho nên nhà Chín Muồi có thể lựa chọn thứ tự ạ. Em trai ơi, em gắn nhà Chín Muồi lên lựa chọn còn lại. Cảm ơn Cưng. Ủa sao đội bên đó có vẻ như là không muốn lên? Bị liệt rồi đó em, đi không nổi nữa. Chịu rồi thôi, bây giờ ai đặt đâu mình nằm đấy. ST không có room. Không có room. Không vô luôn rồi. Ây da, nếu mà khó gắn quá thì gắn đạm ở dưới cũng được mà. Rồi cái đêm rồi. Nhà này có vẻ khó nuốt rồi. Không trôi rồi, không trôi rồi. Và đây chính là thứ tự biểu diễn trong công diễn 3 của 4 nhà. Xin chúc mừng cả 4 nhà. Yeah. Nên là chúc tất cả các anh sẽ thật sự cố gắng giữ được tinh thần của chiến binh lửa, mạnh mẽ quyết tâm, giơ cao khiên lửa, bảo vệ đồng đội, chiến thắng chính mình. Yeah. Mạnh mẽ quyết tâm, giơ cao khiên lửa, bảo vệ đồng đội, chiến thắng chính mình. Đón chờ kênh sớt tháng 10 này. Why Call Me by Fire, story đồng hành cùng chương trình. Anh trai vượt ngàn trong gai, 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment, thứ tư hàng tuần, từ ngày 3 tháng 7, 2024.